Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài 4.3 được không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài 4.4 sao em nha. Thầy sẽ tiến hành đọc đề, vẽ hình và hướng dẫn em làm. Bài này sao nên khá là khó em nha. Cho tam giác ABC có góc A bằng 110 độ. Góc A bằng 110 độ nghĩa là nó sẽ là góc gì? Góc tù. Góc tù thì các em sẽ vẽ nó lớn hơn góc vuông. Các em hiểu nè, 110 độ. Rồi, chúng ta góc tù 110 độ các em ơi. A, B, C bằng 110 độ em. M là trung điểm của BC. Trung điểm. Đây. Trên tia đối của tia MA. Tia MA là đây. Tia đối là cái tia nó cùng nằm trong đường thẳng và nó khác phía và chung góc. Tia MA thì tia đối của nó sẽ nằm ở phía bên đây này. Đúng nào? Lấy điểm K sao cho MK bằng MA. Đây. Ok. Đây là K thì chứng tỏ hai đây sẽ bằng nhau này. Người ta yêu cầu các em là tính số đo của cái góc ACK. ACK đây. Được chưa? Đúng không? Tính số đo này các em A, C, K. Ok. Như vậy thì theo em ta cần phải tính cái góc này bằng cách nào ta? Nhìn thấy cũng khó chứ. Nhưng mà các em nhìn tình hình thầy hướng dẫn này. Bạn này suy nghĩ ra rồi. Để tính cái góc C này bằng bao nhiêu ta tính sao ta? Để tính được góc C này, các em cần phải chứng minh giùm thầy cái anh AB song song với lại CK. Vì sao? Nếu em chứng minh được AB mà song song CK thì cái góc A ở vị trí này 110 độ này với là góc C này là ở vị trí là trong cùng phía, mà trong cùng phía thì sẽ bù nhau. Các em nhớ chưa nào? Thì nói lại, các em cần phải chứng minh, đưa cái bài toán này về, các em cần phải chứng minh AB sẽ song song với lại CK. Nếu em chứng minh được AB song song CK thì khi đó cái góc A ở vị trí này và góc C ở vị trí này, đây chính là hai vị trí góc trong cùng phía, mà trong cùng phía thì sẽ bù nhau, nghĩa là góc A cộng góc C ở đây sẽ bằng 180 độ, mà góc này 110 độ thì chứng tỏ góc này sẽ bằng 70 độ này. Mà để chứng minh được AB song song CK thì các em phải chứng minh giùm thầy hai vị trí góc ở vị trí sao ly trong. Đó chính là vị trí này. Đó chính là vị trí nào em? Đó chính là BAM, vị trí góc này này. Đây. Vị trí góc thầy đánh này với vị trí K này. Hai vị trí này nếu bằng nhau thì người ta suy ra hai này song song. Mà để chứng minh hai này bằng nhau thì người ta xét hai tam giác này. Các em hiểu không? Hai tam giác này tương ứng. Như vậy người ta có MA bằng MK, MB bằng MC và hai góc này sẽ là hai góc đối định. Hai góc này là hai góc đối định nên ta suy ra hai tam giác này bằng nhau. Hai tam giác này bằng nhau nên ta suy ra hai góc này bằng nhau. Hai góc này bằng nhau vị trí sao ly trong nên ta suy ra hai này song song. Nên từ đó chúng ta suy ra cái vị trí này với vị trí này sẽ bù nhau, trong cùng phía bù nhau. Nên từ đó chúng ta tính được góc C. Các em hiểu chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trình bày chi tiết ra nha. Cái câu A này. Rồi, chúng ta sẽ xét cái tam giác. Bây giờ thầy chứng minh hai tam giác bằng nhau trước nha. AMB và cái tam giác KMC có AM sẽ bằng MK theo giả thiết. BM sẽ bằng MC vì M là trung điểm của BC. Vì sao thì các em phải ghi rõ ra nha. Ta có hai góc đối định, đó chính là AMB sẽ bằng KM MC đối định. Thêm gì việc ghi đối định là giáo viên sẽ hiểu thôi. Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra cái tam giác AMB sẽ bằng với tam giác C KMC.
Y tương ứng ha. AMC thì trường hợp là cạnh góc cạnh, nên mục đích chúng ta suy ra cái góc BAM sẽ bằng góc CKM. Đây là hai góc tương ứng. Được chưa nào? Mà hai vị trí góc này á, mà BAM và CKM ở vị trí soli trong, nên chúng ta suy ra cái anh CK sẽ song song với lại AB. Em hiểu chưa? Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra cái góc ACK cộng với góc BAC sẽ bằng 180 độ. Ở đây các em mở gọi là hai góc trong cùng phía thì sẽ bù nhau. Trong cùng phía. Được chưa nào? Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra cái góc ACK chúng ta cần tính, nó chính là bằng 180 độ trừ cho góc BAC. Nghĩa là bằng 180 độ trừ cho 110 độ sẽ bằng là 70 độ. Ta kết luận đây là vậy. Góc ACK sẽ bằng 70 độ. Xong. Đây các em. Cái bài làm mà chi tiết của câu A. Được không? Ta đi sang câu B nhé. Ok chưa? Rồi. Câu B nhé. Người ta yêu cầu cái gì đây nè? Vĩ về phía ngoài của tam giác ABC, các đoạn thẳng AD với lại AE sao cho AD. AD thì vuông góc với lại AB. AD thì vuông góc với lại AB. Đây. Vuông góc và nhìn ở đây AD lại bằng AB, vừa vuông góc và vừa bằng nhau. Đây là D này các em này, thì hai cái đoạn này sẽ bằng nhau này, ta ký hiệu giống nhau. AE vuông góc với lại AC và đồng thời nó cũng sẽ bằng AC. Đây, đúng không? Đúng chưa? Đây là AE, thì cái đoạn này bằng cái đoạn này, là ký hiệu giống nhau nha. Chứng minh rằng cái tam giác CAK sẽ bằng cái tam giác gì đây? ADE. Ta nói này là như vậy, thì ở đây vuông thì người ta ký hiệu tại chỗ này là vuông, và chỗ này cũng sẽ là vuông, đúng chưa nào? Đó, rõ chưa? Như vậy các em chứng minh là tam giác này nó sẽ bằng cái tam giác này ACK. Như vậy thì để chứng minh hai tam giác này bằng nhau thì chúng ta cũng sẽ xét hai tam giác này thôi. Mà để xét hai tam giác này thì chúng ta đã có những cái gì rồi nè, bạn nào biết nè? Chúng ta đã có những cái gì nè? Chúng ta có AE thì bằng AC theo giả thiết người ta đã cho rồi, cạnh này sẽ bằng cạnh này, có được không nào? Rồi nhìn nữa này, chúng ta có gì? Cái anh CK, CK thì bằng cái gì nè? Thì đố em là CK là bằng gì? Đó chính là bằng bằng gì nè? Tại vì hồi nãy các em đã chứng minh được hai tam giác này bằng nhau, thì nó là này, cạnh này bằng cạnh này thì ai cũng thấy thôi, giả thiết đúng không? Hồi nãy các em đã chứng minh được hai tam giác này bằng nhau, từ đó chúng ta suy ra cái CK này sẽ bằng với lại AB. Nên đây chúng ta sẽ đánh dấu X này. CK thì bằng AB, mà AB thì lại bằng AD, thì chứng tỏ cái anh AD này này sẽ bằng với lại CK. Như vậy chúng ta đã có cặp cạnh rồi. Như vậy chứng tỏ ở đây hồi nãy các em đã tính ra được cái góc này này. Góc này góc xen giữa của hai cạnh này. Nếu em chứng minh được góc này mà bằng góc này nữa là ok, nó sẽ bằng nhau theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Mà góc này hồi nãy á, chúng ta là tính là bằng bao nhiêu độ? 70 độ. Nếu em tính góc này ra được 70 độ nữa là ok này. Nhưng mà các em để ý này này, góc này cộng góc này
cộng cả cái góc này, góc A này và cộng góc này sẽ bằng 360 độ em nhé. Ok, được như này. Mà góc này bằng 110 độ. Ở đây vuông nghĩa là bằng 90 độ. Vuông thì bằng 90 độ, anh em 90 độ. Các em lấy 360 độ các em trừ ra cho 90 độ, 110 độ và 90 độ thì ra cái góc này cũng sẽ là bằng 70 độ. Như vậy thì chúng ta chứng minh được hai góc này bằng nhau, nên ta suy ra hai tam giác này nó sẽ bằng nhau theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Được chưa? Hiểu chưa nào? Vậy thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ đi sang ở câu B. Thầy nhắc lại là bài này nó hơi khó một xíu, ta cố gắng động não nhé. Được chưa nào? Như vậy thì bây giờ thầy sẽ tính cho các em cái góc A trước nha. Từ đó chúng ta suy ra cặp góc bằng nhau, rồi chúng ta mới xét tam giác, được không nào? Như vậy ta có là góc DAE này cộng DAB này cộng góc BAC này cộng góc CAE sẽ bằng 360 độ. Từ đó chúng ta suy ra cái góc DAE chúng ta cần tính không? Chúng ta sẽ lấy 360 độ em trừ ra cho ba góc này. DAB cộng BAC, tại vì cái số đo thì CAE, cái số đo góc vuông thì bằng 90 độ thì em biết rồi. À, như vậy bằng 360 trừ DAB. DAB là bằng 90 độ này. BAC là bằng 110 độ này. Và đây sẽ là 90 độ và kết quả đây sẽ bằng 70 độ. Nên từ đó chúng ta suy ra cái DAE sẽ bằng với KCA và đều bằng 70 độ. Được chưa? Bây giờ chúng ta mới xét tam giác, được chưa nào? Ta xét cái tam giác CAK và cái tam giác AIK có, ta có AC thì bằng AI, cái này là theo giả thiết. Góc KCA sẽ bằng góc DAI. Đây này, chúng ta vừa mới chứng minh này, gọi là chứng minh trên. Chứng minh trên. CK sẽ bằng với AD. Ở đây là nó cùng bằng với AB, cùng bằng AB. Chúng ta giải thích như này luôn. Tại vì hồi nãy vì sao thì nãy thầy đã giải thích trên hình rồi. Nãy chúng ta chứng minh hai tam giác bằng nhau nên chúng ta suy ra CK. Đây này. Hai tam giác này bằng nhau nên chúng ta suy ra CK sẽ bằng với AB. Mà AB là bằng AD nên là AD này sẽ bằng với CK. Tại vì cùng bằng AB. Được chưa nào? Nên từ đây chúng ta suy ra cái tam giác CAK sẽ bằng với cái tam giác AE AED theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Xong. Đây các em. Ta xem xong rồi chúng ta sẽ đi xem ở cái câu câu C nhé. Được chưa? Ở đây người ta yêu cầu các em chứng minh rằng là cái gì đây? MA vuông góc với lại DE. DE đây, MA đây. Chúng ta sẽ kể thì giao giữa MA và DE đây là H đây. Nha. Được chưa? Rồi. Như vậy thì các em nhìn đến đây thầy lại tiếp tục hướng dẫn em này để chứng minh được MA vuông góc với lại DE. Thì thầy gọi H này đã chính là giao điểm giữa MA với lại DE. Nếu em chứng minh được để mà vuông góc thì em tính giùm thầy cái góc AHE. Nếu em tính được cái góc này hoặc là góc bên đây hoặc bên đây mà bằng bên này hoặc là bên đây mà bằng 90 độ thì chúng ta kết luận nó sẽ là vuông góc. Thì để tính toán được thì chắc chắn chúng ta cần phải gì? Phải tính toán bằng số liệu, trên đây người ta đã cho độ rồi. Thì đây các em sẽ ký hiệu đây là góc, ở đây là góc A1. Chỗ này. Và đây chính là góc A2. Thì hồi nãy theo câu B á, các em đã chứng minh được cái tam giác DAE phải nào? Sẽ bằng với cái tam giác là KC KCA. Thì chúng ta suy ra được cái góc A1. A1 sẽ bằng góc E ở đây. Góc E này sẽ bằng góc A1 này. Đúng chưa? Tại vì hai tam giác nó bằng nhau nên chúng ta suy ra hai góc tương ứng này sẽ bằng nhau. Được không? Đó. Mà chúng ta lại có là gì? Góc A2. Cái góc A2 cộng cái góc CAE.
Cộng góc A1 thì sẽ bằng bao nhiêu độ em? Bằng 180 độ. Đây chính là cái góc góc bẹt. Anh A2 này cộng anh này và cộng anh A1 này sẽ bằng 180 độ. Mà cái anh này 90 độ thì chứng tỏ góc A2 cộng góc A1 này cũng sẽ bằng là 90 độ. Mà góc A1 bằng góc Y thì chứng tỏ góc A2 này này. Góc A2 đây cộng góc Y này sẽ bằng gì? Bằng 90 độ. Như vậy trong cái tam giác AHE ta có góc A2 cộng góc Y là bằng 90 độ cộng góc H này. Thành nó lại chỗ đây nhá. Trong tam giác AEH thì góc H này cộng góc Y cộng góc A2 này bằng 180 độ. Mà để chúng ta đã chứng minh được góc A2 với góc Y này bằng 90 độ nên suy ra góc H ở chỗ đây cũng 90 độ. Và 90 độ nên từ đó chúng ta suy ra MAA hay nói cách khác là AH sẽ vuông góc DE, hay nói cách khác là MA sẽ vuông góc DE. Xong. Được chưa? Rồi, bây giờ thầy sẽ lấy từ giấy khác để thầy đặt lên đây để thầy làm để em hiểu nha. Đó. Thầy muốn có cái hình để mà các em thấy này. Câu C. Chúng ta gọi H là giao điểm của MA và DE. Các em hiểu chỗ đây không nào? Vì cái tam giác CAK bằng với tam giác AED, đúng nào? Theo câu B này. Nên từ đây chúng ta suy ra cái góc A1 sẽ bằng với góc Y, hai góc tương ứng. Ta có cái góc A1 cộng góc A2 và cộng góc CAE thì bằng 180 độ. Được không nào? Ba góc này cộng lại sẽ bằng 180 độ tại vì cả cái góc này lớn là góc bẹt này. Rồi, thầy sẽ đẩy hình lên nha. Nên từ đây chúng ta suy ra góc A1 cộng góc A2 sẽ bằng 180 độ trừ cho góc CAE. Mà góc CAE là góc vuông. Nên từ đây bằng 180 độ trừ cho 90 độ. Góc A1 cộng góc A2 bằng 90 độ. Hay mà A1 thì nãy bằng góc Y nên chúng ta có góc A2 cộng góc Y sẽ bằng 90 độ. Được không nào? Đó. Bây giờ chúng ta áp dụng tổng trong một tam giác thôi. Chúng ta áp dụng cái định lý tổng các góc của một tam giác vào một tam giác AHE. Ta có góc A2 cộng góc Y cộng AHE sẽ bằng 180 độ. Mục đích là đi tính AHE sẽ bằng 180 độ trừ cho góc A2 cộng với góc Y ở đây. Mà hai đây hồi nãy chúng trên đây chúng ta tính bằng 90 nè. Từ đây chúng ta suy ra góc AHE sẽ bằng 180 độ trừ cho 90 độ thì sẽ bằng 90 độ. 90 độ thì nó đã vuông góc rồi. Ta kết luận ở đây vậy MA sẽ vuông góc ở DE tại đâu? Tại H. Đều phải chứng minh xong. Đây, chúng ta sẽ nhìn lại cái bài này rất là dài và cũng rất là khó. Một bài mà thầy làm gần 20 phút thôi. Câu A game. Câu A nằm trọn trong màn hình luôn game. Game ghi chép ở đó thì chúng ta bấm dừng lại nha. Câu B. Được chưa? Và đây chính là câu C. Cơ bản chúng ta phải vẽ được cái hình và nhìn hình nó vận dụng một cách linh hoạt các cái định lý tính chất em nhé. Rồi, như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc em. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 5. Được chưa nào? Bye bye em nhé.